Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết ngày 30 tháng 8 năm 2019. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật đến cho quý vị tình hình của cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở ngay phía nam của đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km. Từ sáng sớm đến trưa mai 30 tháng 8 đi vào trong đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào trong đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 29 tháng 8, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình do bão cao từ 0,5 đến là 1 mét. Trên đất liền từ sáng sớm 30 tháng 8, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Nhiệt độ khu vực này được dự báo ở mức 25 cho tới 29 độ. Vì là vùng tâm bão đi qua nên bà con hết sức cẩn thận, tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi neo đậu trú ẩn an toàn, không ra khơi cho đến khi có công văn mới nhất từ các bộ ban ngành. Người dân trên đất liền cần triển khai ngay phương án cột chống nhà cửa cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thức uống, phòng khi cần thiết, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng với các phương án di rời từ chính quyền địa phương. Chịu ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc Bộ ngày mai có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ toàn miền ngày mai được dự báo ở mức 27 cho tới 30 độ. Tình trạng mưa này được dự báo sẽ kéo dài cho tới ngày 2 tháng 9. Phần còn lại của Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng trải dài cho tới Bình Thuận, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ sẽ từ 27 cho tới 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 100 đến 150mm trên 24 giờ, gió Tây Nam cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ toàn miền từ 28 cho tới 31 độ. Trở ra với Tây Nguyên, ngày mai ở đây có mưa vừa, mưa to, cục bộ một vài nơi có mưa rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250mm trên 24 giờ, mức nhiệt cao nhất ban ngày vào khoảng 25 cho tới 28 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão, ngày mai tại huyện đảo Hoàng Sa có ban ngày thì có mưa bão, đêm thì mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa. Gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, với mức nhiệt từ 32 cho tới 35 độ. Vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh. Trong cơn dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, nhiệt độ ở ngưỡng 30 cho tới 33 độ. Tại Côn Đảo, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, biển động mạnh. Cần đề phòng lốc xoáy xảy ra trong cơn dông, nhiệt độ 30 cho tới 33 độ. Cũng nằm trong ngưỡng nhiệt từ 30 đến 33 độ, huyện đảo Phú Quốc ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Và cuối cùng mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thời tiết một tuần tiếp theo của Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đón xem chương trình dự báo thời tiết được phát sóng ngày mai. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời tiết hữu ích cho kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9.